Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt phần mềm thật là nhanh và tiện lợi trên Windows qua một công cụ gọi là Chocolaty. Bây giờ mình sẽ vào Google và tìm là Chocolaty. Đây là một phần quản lý cài đặt của Windows, nó giống như trên Linux, khi bạn cài là chỉ cần gõ dung lệnh để cài thôi. Bây giờ mình sẽ click vào Install Chocolaty Now. Và ở đây là mình sẽ chọn vào More Option. Ở đây mình sẽ chạy qua CMD, copy. Trong nguyên mực thì để vào CMD với chế độ admin thì bạn có thể bấm nhanh bằng bấm nút Windows X cộng phím A. Dán lệnh này vào, Enter. Quá trình download Chocolaty và đang cài đặt đang diễn ra, các bạn chờ một xíu. Ok, nó báo là đã cài đặt xong rồi. Bây giờ mình sẽ vào kiểm tra trong biến môi trường thử có Chocolaty trong này chưa. Bạn vào Start, gõ từ env về Edit Environment. Đây. Ok, trong này mình đã thấy được là ở System Variable có Chocolaty Install là được rồi. Ok, xong. Bây giờ mình sẽ tiến hành cách cài đặt một phần mềm nhanh trên thông qua Chocolaty. Mình vào phần package. Đây là những danh sách phần mềm mà trên Chocolaty nó có sẵn. Bạn muốn cài phần mềm nào chỉ cần copy dòng này và bỏ vào là chạy thôi. Ở đây mình sẽ cài phần mềm là FileZilla. Đây. Mình sẽ cài nó nha. Có bây dòng Choco install FileZilla vào admin. Ok, bạn thấy đấy, quá trình download và cài đặt FileZilla đang diễn ra. Rất là nhanh chóng đúng không các bạn? Thay vì lúc xưa khi cài phần mềm mình phải lên internet tìm kiếm và tải về, trong khi đó thì nếu mà một file nào đó người ta đã cố tình thay đổi file đó thì máy tính bạn có khả năng bị nhiễm mã độc cao. Còn khi trên này thì quá trình đã được kiểm soát nên sẽ an toàn hơn. Nó hỏi là bạn có muốn chạy cái script không? Mình chọn là yes, bấm bấm chữ y. Nó báo lỗi rồi. Không sao, bây giờ mình sẽ tiến hành chạy lại cái dòng này nha.
Ok, lúc nãy thì nó bị lỗi vì nó báo file này không tồn tại, thì bây giờ nó đã tải được về máy. Quá trình tải thì phụ thuộc vào đường truyền của mình, của nhà mạng bên bạn xài. Mình thấy cũng là khá là nhanh. Ok, bây giờ thì nó báo là đã cài đặt thành công một gói. Mình sẽ kiểm tra xem. Đây, lúc nãy mình đã cài phần mềm là Filezilla, bây giờ nó đã cài xong, mình bật phần mềm lên. Ok, rất là tiện lợi. Rồi, khi mà các bạn muốn update phần Filezilla thì chỉ cần việc vào CMD, copy dòng này và patch và tiến hành upgrade update phần bản này lên. Còn muốn cài phần mềm khác thì bạn cứ vào trang collective.org và một phần bắt kịch, xong rồi chọn những phần mềm mà bạn muốn tải về máy. Quá trình cài đặt sẽ diễn ra rất là nhanh. Rồi, thật tiện lợi phải không các bạn? Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nhớ like và subscribe kênh của mình nhé.